Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Xe ô tô Nga hiện đại giá siêu rẻ, quyến rũ khách hàng Việt. Theo thông tin từ một đại lý ở Hà Nội, mẫu xe sedan hạng B của Nga là Lada Vesta chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam vào quý 2 năm nay. Lada Vesta là dòng xe chuyên dành cho đô thị của hãng xe Nga. Không chỉ có sedan, cái tên Vesta còn được đặt cho cả các phiên bản MPV 7 chỗ với thiết kế tương tự. Việc xài chung tên cho nhiều phiên bản xe khác nhau, kết cấu khác nhau không còn là điều xa lạ với thị trường châu Âu. Thậm chí, chiếc xe còn được đưa giá dự kiến chưa đăng ký là 361 triệu đồng cho Lada Vesta bản sedan 1.6 MT và 405 triệu đồng cho bản 1.8 AT. Còn Vesta Sport là 479 triệu đồng. Mức giá này nếu đúng sẽ rẻ gấp rưỡi các xe cùng phân khúc. Về các phiên bản có thể tạm chia như sau: Lada Vesta sedan 4 chỗ, Lada Vesta SV Dupe MPV 5 chỗ, Lada Vesta Cross bản sedan 4 chỗ nhưng gầm cao như SUV, Lada Vesta Cross SV Dupe MPV 5 chỗ loại xe gầm cao và Lada Vesta Sport loại sedan thể thao 4 chỗ ngồi sử dụng động cơ turbo. Lada Vesta sở hữu ngoại hình ưa nhìn, không quá hầm hố và vẫn sở hữu những đường nét riêng. Dễ nhận thấy nhất là đường dập chìm ở khu vực ốp bánh trước và sau. Đây là chi tiết có mặt trên tất cả các phiên bản từ sedan đến MPV. Đèn xe được trang bị công nghệ LED nối liền với lưới tản nhiệt. Kích thước dài rộng cao của phiên bản sedan là 4410, 1764 và 1497mm. Còn phiên bản MPV là 4424, 1785 và 1537mm. Không gian nội thất thoạt nhìn trông giống với Hyundai, đặc biệt là ở thiết kế vô lăng. Chất liệu được sử dụng cũng thuộc dạng bình dân với nhựa nỉ cho các phiên bản cấp thấp hoặc là bọc da trên các phiên bản cao cấp. Đặc biệt, trên phiên bản thể thao sử dụng động cơ turbo còn có sự xuất hiện của chất liệu carbon. Đây là điều chưa từng thấy trên các mẫu xe giá bán dưới 500 triệu đồng tại Việt Nam. Các tiện nghi trên xe có thể kể đến là màn hình cảm ứng 7 in ở trung tâm, Bluetooth, hệ thống dẫn đường, ổn định điện tử ESC, ghế ngồi sưởi điện trên phiên bản Sport. Mẫu xe giá rẻ của Nga có 3 tùy chọn động cơ 1.6 số sàn, công suất 106 mã lực, 1.8 số tự động, công suất 122 mã lực và cuối cùng là 1.8 turbo công suất 145 mã lực trên phiên bản Vesta Sport. Mức tiêu thụ nhiên liệu của các loại động cơ này theo Lada công bố là 6,5 lít cho 100 km đường cao tốc, 10 lít cho 100 km đường thành phố và 8 lít cho 100 km đường hỗn hợp. Các bạn đang xem video trên kênh Đa Dòng Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.